xử kín Vũ Nhôm về tội làm lộ bí mật nhà nước. Ông trùm bất động sản khét tiếng Đà Nẵng Phan Văn Anh Vũ, còn được gọi là Vũ Nhôm, sẽ được đem ra xử kín tại tòa án Hà Nội vào ngày 30-31 tháng 7 về tội là lộ bí mật nhà nước. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho báo chí biết ngày 24 tháng 7, theo ông Nghĩa thì lý do xử kín Vũ Nhôm là do tính chất của vụ án. Trong khi đó, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tiết lộ tại buổi tiếp xúc cử tri cùng ngày, ông cho rằng ông trùm được mệnh danh là mafia Đà Nẵng này còn muốn lấy thêm rất nhiều đất, nhiều công sản nữa vào thời điểm ông chưa bị bắt. Lộ bí mật nhà nước. Vũ Nhôm bị buộc tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật của nhà nước, cùng với hai tội danh khác là trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong buổi gặp gỡ giữa các lãnh đạo chủ chốt của Đà Nẵng với cán bộ lãnh lão thành chiều ngày 24 tháng 7, Bí thư Trương Quang Nghĩa cho biết ảnh hưởng của vụ Vũ Nhôm rất lớn, không chỉ ở Đà Nẵng mà còn với Trung ương, và ông trùm Đà Nẵng sẽ phải ra hầu tòa ít nhất 3 lần, theo Dinh. Vụ dự kiến diễn ra vào cuối tháng này về tội danh làm lộ bí mật. Hai tội danh còn lại sẽ được xét xử trong hai vụ án khác. Vũ Nhôm, tên thật là Phan Văn Anh Vũ, 42 tuổi, là một trong những ông trùm khét tiếng thao túng thị trường địa ốc ở Đà Nẵng. Trong tay Vũ Nhôm là hàng loạt các dự án ở khu đất vàng. Đại gia này còn được biết đến với khả năng chi phối các lãnh đạo cao cấp của Đà Nẵng nhờ cái mác thượng tá công an ngầm. Vũ Nhôm chỉ bị đụng tới sau khi vụ doanh nghiệp tặng xe bất thường cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng bị phanh phui trên báo chí hồi năm ngoái, dẫn đến vụ kỷ luật Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ. Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Bộ Công an đã phát lệnh khởi tố và sau đó thì khám xét nhà của Vũ Nhôm với cáo buộc cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Nhưng vụ bố ráp làm bắt giữ Vũ Nhôm bất thành vì ông trùm này đã cao chạy xa bay ra nước ngoài sau khi kịp thoái vốn khỏi các dự án và công ty do ông đứng tên. Trong thời điểm chưa bị Singapore trục xuất về lại Việt Nam, có nhiều tin đồn cho rằng Vũ Nhôm nắm trong tay rất nhiều tài liệu chứng cứ tham nhũng của các lãnh đạo Việt Nam, cùng với danh sách các công ty săn sâu của Bộ Công an. Luật sư của Vũ Nhôm tại Singapore còn tiết lộ với tờ Reuters rằng thân chủ của ông có thể còn nắm thông tin chi tiết về quy trình bắt Trịnh Hồng Công Thanh từ Berlin về Việt Nam. Với Vũ Nhôm, nhiều người thắc mắc tại sao lại phải xử kín. Bí thư Nghĩ nói trong buổi họp ngày 24 tháng 7. Về tội lộ bí mật quốc gia, vụ án này sẽ xử với tính chất của nó thì sẽ xử kín. Xử kín nhưng kết quả phải được công khai, ông Nghĩ nói trong video do Tiền Phong đăng. Nhận định về lý do xử kín Vũ Nhôm thì giám phó giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, ông Phil Renterburn cho rằng Việt Nam đã lạm dụng hình thức này để che giấu thông tin đối với công chúng. Ông Robertson nói, họ xử kín với đủ mọi lý do. Trên thực tế thì thân nhân của nhiều người đến liên quan đến vụ án chính trị như hoạt động dân chủ, dân quyền cũng không được phép tham dự phiên tòa. Việt Nam có xu hướng lạm dụng xử kín như một cái cớ để ngăn chặn mọi người biết về những gì mà họ làm trong phiên tòa. Thượng tá công an không bằng đại học. Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 24 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tiết lộ nếu cơ quan công an bắt không bắt Vũ thì sự việc phức tạp hơn vì liên quan đến nhiều cán bộ, lãnh đạo. Vì ông trùm khét tiếng này vẫn đang trên đà thâu tóm lấy thêm nhiều đất, nhiều công sản của Đà Nẵng và các tỉnh thành khác, tờ Dinh thuật lại lời của ông Thơ. Trong buổi tiếp xúc, cử tri Đà Nẵng cũng yêu cầu lãnh đạo Đà Nẵng giải đáp thông tin về hàm thượng tá công an của Vũ Nhôm. Vì theo họ, Vũ Nhôm không học ngày nào trong ngành công an. Vậy ai đã phong hàm cho ông ta? Trả lời câu hỏi này, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng khẳng định rằng sau phiên tòa tất cả sẽ những câu hỏi đến quân hàm và nhiệm vụ của Vũ Nhôm chắc chắn sẽ được giải đáp. Với mác thượng tá công an ngầm, Vũ Nhôm bị cho là đã lợi dụng chức vụ để thao túng thị trường địa ốc ở Đà Nẵng qua chiêu thức mua đất nhà nước với giá bèo bọt để thực hiện các dự án thu lợi hàng nghìn tỷ đồng. Cùng bị khởi tố và bắt giam trong vụ này còn có cựu tổng cục phó tổng cục tình báo Trung tướng Phan Hữu Tuấn và ông Nguyễn Hữu Bách, một cán bộ của Bộ Công an. Hai viên chức công an này đã bị cáo buộc với giúp sức cho Vũ Nhôm thâu tóm đất đai ở Đà Nẵng và những nơi khác. Và gần đây nhất là ngày 28 tháng 7 năm 2018. Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân đã bị cách chức. Như vậy có thể thấy tất cả những hành động thâu tóm đất đai và làm ăn bất hợp pháp của Vũ Nhôm
đều có sự hậu thuẫn từ những vị lãnh đạo cao cấp của Bộ Công an. Vũ Nhôm là ai? Tiểu sử lý lịch Vũ Nhôm như thế nào? Vũ Nhôm là biệt danh của doanh nhân Phan Văn Anh Vũ. Đây là một nhân vật mà khiến cho dư luận Đà Nẵng và cả nước chúng ta rúng động trong một thời gian vừa qua. Theo tìm hiểu của VTC News thì ông Phan Anh Vũ hay còn gọi là Vũ Nhôm, vị doanh nhân này sinh năm 1975, quê quán Đà Nẵng, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79, trụ sở tại số 8 Nguyễn Trung Trực, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ông này hiện cũng là người đại diện pháp luật của công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, địa chỉ tầng 2 tòa nhà số 32 đường Lê Hồng Phong, thành phố Đà Nẵng. Ngoài những thông tin như đã nêu trên, thì các công ty của doanh nhân Phan Văn Anh Vũ còn được biết đến là đơn vị nắm giữ hàng loạt các bất động sản có giá trị, nằm ở vị trí đắc địa của thành phố Đà Nẵng. Công ty cổ phần xây dựng 79 cũng chính là đơn vị có nhiều thương vụ mua bán bất động sản nổi tiếng tại Đà Nẵng trong vòng 10 năm trở lại đây. Hai khu đất vàng dọc đường Bạch Đằng là khách sạn Novotel ngày nay. Vụ chuyển nhượng lô đất phía nam đường Phạm Văn Đồng cho công ty cổ phần đầu tư địa ốc ô tô Phương Trang và thương vụ thâu tóm khu đất 29 ha thuộc khu dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước, nay là Sunrise Bay Đà Nẵng. Theo thống kê của Sở Xây dựng Đà Nẵng thì Bắc Nam 79 cũng chính là công ty mua nhiều nhà công sản hóa nhất ở Đà Nẵng trong thời gian qua. Ngoài ra thì đại gia có biệt danh là Vũ Nhôm cũng là chủ của nhiều lô đất vàng tại khu vực trung tâm Đà Nẵng và là chủ đầu tư các nhà hàng nổi tiếng ven sông Hàn. Trong đó thì có nhà hàng sắp hoàn thiện trước mặt khách sạn của Novotel Đà Nẵng. Vị doanh nhân giàu có này cũng có liên quan đến việc tặng nhà và xe cho ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư thành ủy Đà Nẵng. Cụ thể vào đầu năm 2017, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc ông Nguyễn Xuân Anh là bí thư thành ủy Đà Nẵng sử dụng một chiếc xe Toyota Avalon do một doanh nghiệp trên địa bàn tặng. Chiếc xe này mang biển kiểm soát 43A29999, đăng ký ngày 2 tháng 2 năm 2016 tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng. Ngày 3 tháng 3 năm 2017, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã trả lại cho doanh nghiệp chiếc xe Toyota Avalon mà bí thư Thành ủy Đà Nẵng đang sử dụng. Theo tìm hiểu thì căn cứ vào hóa đơn thì chiếc xe Toyota kể trên thì có giá hơn 1,3 tỷ đồng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hưng Phát có mã số thuế 0400575147, địa chỉ 198 Trần Phú, đường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã xuất hóa đơn. Qua nghiên cứu thì mã số thuế này cũng chính là mã số thuế của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Gia Compound, địa chỉ 30 Lê Hồng Phong, đường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Được biết thì doanh nhân Phan Văn Anh Vũ có cổ phần lớn nhất tại công ty này. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đang ở cùng vợ con tại nhà số 43 Nguyễn Thái Học, thành phố Đà Nẵng. Và ngoài căn nhà 43 thì gia đình ông Nguyễn Xuân Anh đang sử dụng hai ngôi nhà liền kề là nhà 45 và 47. Theo thông tin báo chí phản ánh thì ngôi nhà số 43 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng đã bán cho cha mẹ của ông Nguyễn Xuân Anh từ năm 1993. Ngôi nhà 45 có nguồn gốc là đất công thuộc tài sản nhà nước, bố trí cho công ty cổ phần phát triển công nghệ và tư vấn đầu tư Đà Nẵng thuê sử dụng. Sau đó thì được bán lại cho công ty EVC với giá 2,6 tỷ đồng vào năm 2007 và được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2008. Đang nói, theo thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty EVC ngày 26 tháng 6 2009 thì công ty này do ông Phan Văn Anh Vũ làm chủ tịch hội đồng thành viên. Cách chức tất cả chức vụ trong Đảng của Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành. Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Thứ trưởng Bùi Văn Thành và nguyên Thứ trưởng Trần Việt Tân. Ngày 28 tháng 7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại tờ trình số 130, tờ trình Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ngày 22 tháng 7 năm 2018, về việc đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đối với Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Bộ Chính trị, nhận thấy, Trung tướng Bùi Văn Thành với cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp phụ trách Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
cá nhân Tướng Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật, vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của Bộ Công an, ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà đất an ninh không đúng quy định pháp luật, ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công. Ông Thành còn tự ý ký quyết định cho Phan Văn Anh Vũ tham gia vào đoàn đi nước ngoài, đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn. Những vi phạm của Trung tướng Bùi Văn Thành đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành công an và cá nhân, gây hậu quả dư luận xấu, bức xúc trong xã hội. Căn cứ quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12, căn cứ quy định số 102 quyết định Trung ương của Bộ Chính trị về việc xử lý đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Văn Thành bằng hình thức là cách chức tất cả các chức vụ trong đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Công an nhiệm kỳ 2010-2015. Bộ Chính trị giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với ông Bùi Văn Thành, đảm bảo đồng bộ kịp thời tương xứng với kỷ luật đảng theo quy định. Sau khi xem xét tờ trình số 131, tờ trình Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đối với Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Bộ Chính trị, nhận thấy Thượng tướng Trần Việt Tân trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát và đã ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của ngành công an và cá nhân, gây dư luận xấu trong xã hội. Căn cứ quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12, căn cứ quy định số 102 quyết định Trung ương của Bộ Chính trị về việc xử lý đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Việt Tân bằng hình thức cách chức đảng ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2011-2016. Bộ Chính trị giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với ông Trần Việt Tân, đảm bảo đồng bộ kịp thời tương xứng với kỷ luật của đảng theo quy định.